咸咸。Đề nghị các phụ huynh cho con cháu mình xuống đi, khiếp ai thế này. À, thế các em biết hôm nay là ngày gì không nhở? Ngày gì nhở? Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ xuống không nhở? Ồ, đừng xuống ngồi đi nhá. Ngày gì nhở? Em có biết không? Xin mời các bạn phụ huynh cho các bạn thiếu nhi của mình xuống ngồi để chúc mừng được thành công tốt đẹp ạ. Các bạn có biết chị là ai không nhỉ? Ai nhỉ? À, chị Hằng xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chẳng biết là ngày gì mà sao đường đông lắm, chị Hằng đi bị tắc quê. Mãi chị Hằng mới xuống được đến đây. Ok, các bạn ơi, các bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày gì nhỉ? Hôm nay chị Hằng thấy ở đường rất là đông người này. Nhằm thấy là ở trên trời cao kia kìa. Chị thấy là cũng có một ông trăng tròn á. Các bạn có nhìn thấy không nhở? Các bạn có nhìn thấy không? Rồi. Hôm nay nha, chị thấy anh Quậy này. Thấy các bạn nhỏ gọi chị rất là nhiều. Nên là chị xuống đây chơi cùng với chúng mình trong đêm hội ngày hôm nay. Ngày hôm nay có thích không? À! Chúng mình có thích không nhỉ? À! Rồi, hôm nay nha, cả chị Hằng này, cả anh Quậy này được hướng từ trên không gian cao tiếp chúng mình chơi với chúng mình. Thế chúng mình có muốn chơi với anh Quậy và chơi với chị Hằng không? À! À, các bạn nào muốn chơi anh Quậy với chị Hằng chơi tay nào? Bây giờ nhá, chị Hằng sẽ mời các bạn lên sân khấu cùng với chị Hằng. Thế anh Quậy ơi,
Thế bây giờ nhá, cô chị Hằng xin mời tất cả các bạn đi xuống với hàng ghế ở dưới. Mẹ khóa, nhưng mà anh thuộc thành vui nhá. Anh hai anh Cuội ơi, thế hôm nay lâu lắm rồi anh mới được từ trên kinh trăng xuống đây, thì anh thấy là anh có vui không? Vui lắm, được gặp các bạn nhỏ này anh vui lắm. Anh vui à? Ừ. Thế anh đã mệt chưa? Mệt nhưng mà vẫn muốn chơi cùng với các bạn nhỏ của chúng ta. Đấy thì chúng mình có thích chơi với anh Cuội không? Thế chúng mình ngồi thật đẹp ở hàng ghế. Xong chúng mình nghỉ, xong tí nữa chúng mình lên chơi với anh Cuội tiếp nhá. Dù là ngày xưa hay ngày nay thì rước đèn ông sao luôn là một hoạt động đặc sắc mà được các bạn nhỏ trông đợi nhất trong những dịp thu về. Hình ảnh các bạn cầm trên tay những chiếc đèn đủ sắc màu, xanh lơ, kim tím, xanh lam, trắng trắng và nhiều hình dáng khác nhau, là đèn bông bướm, đèn thiên nga, đèn ông sao và đèn cá chép, lung linh và hồn nhiên vui đùa bên sân cố. Bánh kẹo, bánh nướng dưới ánh trăng luôn làm chúng ta thích thú. Và những hình ảnh thân thương này đều xuất hiện trong bài múa rước đèn thả tạm. Và sau đây anh Cuội mời các bạn và quý vị có mặt tại đêm hội trăng rằm ngày hôm nay cùng thưởng thức tiết mục rước đèn tháng 8 do các cháu thiếu nhi thôn nhà biểu diễn. Và xin mời quý vị một tràng pháo tay thật giòn khá để cùng